Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe sedan của Hyundai các bạn nhé. Đó là chính là chiếc xe Hyundai Grand i10 các bạn ạ. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở Hyundai Grand i10 nó có phiên bản đủ, phiên bản thiếu, phiên bản số sàn, phiên bản số tự động, phiên bản 1.0 và phiên bản 1.2. Chiếc xe mà ngày hôm nay tôi đang giới thiệu đến quý vị và các bạn đây là chiếc xe Hyundai Grand i10 ở phiên bản 1.2, phiên bản đủ, phiên bản số sàn luôn các bạn nhé. Đấy, phiên bản đủ đã có sẵn đầu màn hình, camera lùi và cảm biến lùi các bạn nhé. Đây, phiên bản đủ này nó khác với phiên bản thiếu. Nếu như nhìn ở bên ngoài thì chúng ta xem rõ nhất đó là đã có la răng đúc các bạn ạ. Đấy, phiên bản thiếu thì la răng chỉ là la răng sắt thôi, còn đây là phiên bản đủ, nó có la răng đúc, khóa thông minh, đè nổ start top là phiên bản đủ, bấm tay cả bên phụ đây các bạn xem này, khóa cửa là khóa thông minh. Những phiên bản đủ mới có khóa thông minh, bấm tay để mở cửa các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe Hyundai Grand i10 2020, chiếc xe này là sản xuất năm 2020 các bạn nhé. Đăng ký tên tư nhân từ năm 2020, lăn bánh 2.8 km các bạn ạ. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Và chủ xe cũng đã dán bọc cả đèn pha, đèn hậu đầy đủ rồi. Dàn lốp còn rất là mới này, la răng đúc, đấy, dàn lốp rất dày luôn các bạn nhé. Đấy, cả bốn lốp đều rất là dày và rất là đẹp luôn các bạn ạ. Đấy, vậy quý vị và các bạn nào mà đi mua những chiếc xe mà còn đầy đủ và còn đẹp như thế này thì về chỉ việc sang tên xong đổ xăng vào và chạy thôi các bạn nhé. Đấy, bấm tay để mở cửa này, khóa thông minh, bấm tay để mở cửa. Bây giờ thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước cho quý vị và các bạn cùng xem. Đấy, đây là cái cánh cửa phía trước bên lái quý vị và các bạn nha. Toàn bộ keo chỉ này, táp bi cánh cửa này, đến táp lô, đấy, rất là đẹp luôn. Tem của nhà sản xuất đây các bạn này, phiên bản này là phiên bản 1.2 sedan MT nhé, và sản xuất năm 2020 đấy ạ. Sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam thôi, bởi Hyundai Việt Nam các bạn nhé. Đấy, đồng hồ công tơ mét này 2.8 quý vị các bạn nhé. Đấy, toàn bộ còn nguyên bản và còn rất đẹp luôn đấy ạ. Ghế nỉ nguyên bản luôn, trần cũng rất là đẹp luôn các bạn này, nỉ trần này còn nguyên luôn. Vô lăng cần số tay phanh đều rất đẹp. Thưa với quý vị và các bạn nhé, khóa thông minh này, bản đủ có khóa thông minh này. Và cái vô lăng này, quý vị và các bạn nhìn là nó hơi bóng một chút, không phải là do chạy nhiều đâu. Vừa rồi dọn dẹp cho nên là anh em lau xi vào đây đấy ạ. Đấy, anh em lau xi vào cho nhìn nó hơi bóng này. Đè nổ start top đầy đủ luôn các bạn nhé. Màn hình, camera lùi đầy đủ hết luôn rồi các bạn ạ. Phiên bản này là phiên bản đủ, phiên đầy đủ này, kể cả này cần số này, hơi bóng, bóng này đây là do anh em dọn xong lau rồi bóng, chứ còn là rất đẹp luôn các bạn nhá. Đấy, lát nữa là tôi phải lau lại đi, chỉ vì anh em lau dầu bóng vào, bóng hết cả cái vô lăng cần số đi, phần nhựa này đều là do anh em dọn xe xong rồi lại lau bằng dầu bóng đấy. Đấy, táp bi cánh cửa bên lái, phía sau bên lái này, keo chỉ, táp bi đều rất mới luôn. Nội thất ghế nỉ nguyên bản theo xe đây các bạn nhé. Đấy, nội thất ghế nỉ nguyên bản cũng còn rất là đẹp, rất là mới luôn các bạn ạ. Một chiếc xe 2020 sau 3 năm sử dụng, mỗi một năm chạy có gần 1.000 km thôi các bạn ạ. Đấy, sau 3 năm sử dụng thì chiếc xe này lăn bánh được 2.8 km, đẹp xuất sắc luôn, màu trắng ngọc trinh. Đấy, bây giờ thì tôi sẽ cho quý vị và các bạn cùng xem về cái phần cốp sau của chiếc xe nhé. Những chiếc xe sedan thì bao giờ là cái cốp sau cũng rộng hơn là cái những chiếc xe hatchback các bạn ạ. Đây là ốc cốp sau của nguyên bản này. Toàn bộ ốc cốp sau, keo chỉ cốp sau là đều nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là chưa có vết tháo ở những con ốc hay là cái vết đâm đụng ở cái cốp sau này các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Và đặc biệt chiếc xe này là chủ xe rất là giữ gìn, mua cả một cái bộ áo ghế đấy ạ. Đấy, bộ áo ghế bằng da này để bọc cho cái ghế nỉ đằng trước. Chính vì vậy cho nên là cái bộ ghế nỉ nó mới còn rất mới các bạn nhé. Đấy, lốp sơ cua cũng còn nguyên bản và còn rất mới. Lốp sơ cua này còn chưa hạ cơ, lốp sơ cua còn mới tinh. Đằng sau này thì cũng chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là còn nguyên bản hết và còn rất là đẹp các bạn ạ.
Đấy, rất đẹp luôn các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản 1.2 MT số sàn bản đủ 2020 này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên từ kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Đây là cái táp bi cánh cửa phía trước bên phụ đấy, toàn bộ keo chỉ này, táp bi này đều rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhá. Có thể nói đẹp rất đều, đẹp từ táp bi cho đến táp lô, vô lăng, cần số đấy, đều rất đẹp này. Màn hình đầu DVD, camera lùi, cảm biến lùi đấy, đều rất đẹp này. Nội thất ghế nỉ nguyên bản còn rất mới đấy, là do có bọc bộ áo ghế đấy, có bộ áo ghế để bọc cho nên là cái ghế nỉ này nó còn như mới luôn các bạn nhé. Ngày hôm nay thì thời tiết nó cũng hơi mưa một chút, tôi cũng vừa mới cho anh em dọn xe xong chiếc xe này, đem về thì tôi cũng chưa đem ra ngoài quay được vì thời tiết mấy hôm nay rất là mưa các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn, màu trắng ngọc trinh rất là đẹp rồi quý vị và các bạn ạ. Phiên bản đủ, Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Grand i10 2020 này là một cái khối động cơ xăng 1.2 lít các bạn nhé, kết hợp với hộp số tay 5 cấp. Phiên bản này là phiên bản 1.2, toàn bộ từ ốc chân máy này, ốc chân máy còn nguyên bản hết luôn này, cho đến ốc dàn cò đấy, nói chung là tất cả các con ốc ở trong cái khoang động cơ này là còn nguyên bản hết và còn rất đẹp đấy. Đấy, rất là mới luôn quý vị và các bạn nhé. Toàn bộ từ ốc cabo này, ốc cabo đến keo chỉ cabo còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé, chưa có một con ốc nào bị tháo ra đâu, tất cả là còn nguyên bản và còn rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Ốc cabo nguyên bản này, ốc chân máy này, ốc tai còn nguyên bản hết luôn các bạn ạ, rất là đẹp luôn rồi. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 2020 bản đủ này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Mm-hmm.